ngàn. Tự nhiên thấy tớ vào đây chắc cậu hơi bất ngờ đúng không? Tự nhiên làm cho một phát coi như sảng cộng hồn luôn. Chúng mình thắng rồi, kiếm được mình thắng, được up level như là level Ổn phết đấy. Thêm thấy con IS là đi màu xanh là biết ngay. Kể ra mà con màu xanh đến màu đẹp vãi chưởng ra. không khánh phải sau tỷ lệ thắng cơ. Vậy là chung là có khi về sau ném cho Axelus cho Haru cầm cho đúng kiểu gọi là hack pull pull VIP kiểu. Nói qua thì con bờ bóc lốp thì con bóc lốp thì hôm nay thì cầu con bờ bóc lốp là event cơ, nhưng mà thôi vì thấy con bóc lốp nó xong rồi và Axelus hôm nay chưa làm cơ. Bóc lốt xong, Thế bóc là lốt thôi. xong thì thắng tỏ như 30 Haru. phút. Haru vừa bắn từ vật kinh 1 lên vật kinh 2 là xong rồi, xong 3 phút rồi. Đây, bây giờ thì hôm nay cầm một con để nó sẽ lấy về rồi. Giờ kỳ thấy cao mà hay khánh á, điểm giờ kỳ cao rồi, Hả? anh ăn lộ được không? Anh đất biết em viết bài luận như thế là xong, bài cô bài chấm để mà cho đúng 0,1, bài luận một điểm mà cho 0,1. Cho quả này đúng là hơi ái rồi ôi đấy. Nói chung là kiểu em tự tin là cái bài đấy em làm được, mà nhưng có điều chấm thế là chết người, còn ngày mai thêm quả toán nữa. Thôi Nghe nói 23 là hết bộ rank nhá, 22 nhá, hết cái mai là hết rank rồi đấy chứ bạn. nay nói chung là ngày mai chúng ta sẽ có thông tin update về bản cập nhật của ngày thứ năm, ngày 23 tháng 13, à lỗi, 23 tháng 3, nhầm, biết là sẽ Đây. đấy sẽ là bản cập nhật để ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để cho quý vị nhìn lại một mùa run vừa qua trong vòng hơn 1 năm, và chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón ra đây mùa thứ tư cập đến tại CF Việt Nam vào hôm của ngày thứ năm. Thế là mọi người cứ chuẩn bị tinh thần dần đều đi là vừa nhá. Kể tôi vào, thực ra thì tất cả những cái gì mà chúng tôi đã nói được thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Bọn tôi đã nói rất là nhiều buổi stream rồi, ngày mai bọn tôi thì mình sẽ không nói nữa, không nhắc lại về vụ ra đây nữa, tại vì hôm nay bọn tôi nói Nói đi nói lại nói hòa nó mỏi hết cả mồm. Đấy, thôi rồi, vào qua tí Red Zone cái nhỉ. Mẹ bót này. Mày đúng còn kẻ thiếu cả bột. Hôm nay nếu mà cố gắng mà chỉ nhận có được cả 3 sao, xem. Đang có một con Giga 5 sao này, nhưng mà thôi chắc là không nên này, không nên xả. Không chơi thì cũng có, và coi như cũng out luôn. Đi Sao Yomi? nói chị anh ạ. Có cái gì? Đi xếp bộ mà chỉ cần KC thả đồ và Nghe. đứng đợi cho đến khi là có boss. Hợp lý. Đi xếp bột thì cầm nghịch con KC cũng được. Nhưng mà rất tiếc là cũng chưa có team nào đủ dũng cảm mà chơi hẳn xếp 10 cả. Để xem nào, sao lại nữa à. Reaper này, Zaratan này, thẻ bot này. Reaper này, Zaratan với cả build dài. Ok, Reaper, Zaratan và build dài 3 sao. Nhưng mà rất tiếc lại chả thấy có 3 sao là luôn. Wow.
Tí có tí mà đi Leicester không có bi nhỉ? Hay là phải đi Pháp?